Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, trang 17 đến trang 20. Tuần 2 bài 3, cánh rừng trong nắng, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đầu tiên là phần đọc. Quan sát tranh cho biết em thích hình ảnh nào nhất. Các em thấy các em sẽ quan sát tranh, ở đây là tranh thứ nhất. Các em thấy tranh này thứ nhất là có hình ảnh ông và các cháu ở trong rừng cọ. Rồi tiếp theo, ảnh thứ hai đó là hình ảnh của ba chú hô nai ở bên bờ suối. Như vậy thì hai hình ảnh này các em quan sát kỹ, các em thích bức hình nào nhất và các em sẽ cho biết là em thích bức hình nào và giải thích là vì sao. Thì ở đây các em có thể nói như sau, ví dụ như là em thích nhất là hình ảnh ông cùng các cháu ở trong rừng cọ bởi vì mọi bạn nhỏ cầm một tàu lá cọ trông rất là đẹp, ai cũng đều rất vui. Rồi hoặc là em thích hình ảnh ba chú hô nai ở bên bờ suối, nhìn chúng hiền lành và xinh đẹp, cảnh tượng thiên nhiên rất là yên bình. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đọc bài Cánh rừng trong nắng. Làng tôi ở lưng Trường Sơn, giữa vùng núi non trùng điệp. Một lần tôi và mấy đứa bạn được ông tôi cho đi thăm rừng, đứa nào cũng vui. Hôm đó là một ngày nắng ráo, ông đưa cho mỗi đứa một tàu lá cọ che nắng. Chưa hết mùa mưa, đâu đâu cũng thấy cây ra thêm chồi và cỏ mọc xanh um. Đi trong rừng, nghe rất rõ tiếng sú róc rách và tiếng chim hót líu lo. Mặt trời chiếu những luồng sáng qua kẽ lá, cây cối vươn ngọn lên cao tít đón nắng. Nhiều cây thân thẳng tắp, tán lá tròn xoe. Những con sóc nâu cong đuôi nhảy thoăn thoắt qua các cành cây. Thấy có người đi tới, chúng dừng cả lại nhìn ngơ ngác. Khi nắng đã nhạt màu trên những vòm cây, chúng tôi ra về trong tiếc nuối. Trên đường ông kể về những cánh rừng thuở xưa, biết bao cảnh sắc như hiện ra trước mắt chúng tôi. Bầy vượn tinh nghịch đánh đu trên cành cao, đàn hươu nai xinh đẹp và hiền lành rủ nhau ra suối. Những vạt cỏ đẫm sương long lanh trong nắng, vũ hùng. Như vậy thì các em vừa đọc qua bài Cánh rừng trong nắng, vũ hùng. Thì ở trong bài đọc chúng ta có các từ trùng điệp, tức là nói nhau liên tiếp nhưng không bao giờ hết. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Câu 1, khi đi trong rừng các bạn nhỏ nghe thấy những âm thanh gì? Thì các em đọc kỹ đoạn văn thứ 2 và tìm những âm thanh mà các bạn nhỏ nghe được trong rừng. Đoạn văn thứ 2. Hôm đó là một ngày nắng ráo, ông đưa cho mỗi đứa một tàu lá cọ che nắng. Chưa hết mùa mưa, đâu đâu cũng thấy cây ra thêm chồi và cỏ mọc xanh um. Đi trong rừng nghe rõ tiếng sú róc rách và tiếng chim hót líu lo. Như vậy thì các em thấy ở trong đoạn thứ hai này, khi đi trong rừng thì các bạn nhỏ nghe thấy tiếng sú róc rách và tiếng chim hót líu lo. Rồi tiếp theo câu số 2. Cây cối và con vật trong rừng được tả như thế nào? Thì các em đọc kỹ lại đoạn văn thứ 3 của bài đọc để tìm những cái chi tiết miêu tả cây cối và con vật ở trong rừng. Thì ở trong đoạn văn thứ 3 thì chúng ta thấy là cây cối như thế nào? Cây cối thì vươn ngọn lên cao tiếp đón nắng nè. Nhiều cây thân thẳng tắp, lá tròn xoe. Con vật thì những con sóc nâu cong đuôi nhảy thoăn thoắt qua các cành cây.
Thấy có người đi tới thì chúng dừng cả lại nhìn ngơ ngác. Thì các em chú ý ở các em chú ý là ở đoạn văn cuối cũng có những cái chi tiết miêu tả con vật, nhưng mà đó chỉ là cái cảnh sắc mà các bạn nhỏ tưởng tượng ra thông qua lời kể của ông thôi, cho nên các em không có trả lời câu hỏi số 2 này. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ, trên đường về ông đã kể những gì cho các bạn nhỏ? Thì các em đọc kỹ đoạn văn cuối của bài thì chúng ta thấy là khi trên đường về ông đã kể cho các bạn nghe, các bạn nhỏ nghe về những cánh rừng thuở xưa. Như vậy thì các em sẽ trả lời là trên đường về ông đã kể cho các bạn nhỏ về những cánh rừng thuở xưa. Rồi tiếp theo câu số 4, theo em các bạn nhỏ có thấy vui, có thấy thú vị với chuyến đi thăm rừng cùng ông không, vì sao? Thì các em suy nghĩ xem, các em suy nghĩ và đưa ra câu trả lời theo ý kiến riêng của mình. Thì ở đây cô ví dụ như là, theo em các bạn nhỏ cảm thấy rất là thú vị với chuyến đi thăm rừng cùng ông. Vì nhờ có chuyến đi đó mà các bạn nhỏ đã thấy được những cái cảnh đẹp của cây cối nè, của các con vật ở trong rừng. Các bạn nhỏ còn được nghe những cái âm thanh hấp dẫn ở trong rừng nữa. Rồi tiếp theo nội dung của bài đọc thì bài đọc kể về một buổi được ông đưa đi thăm rừng Trường Sơn của hai bạn nhỏ. Cảnh vật trong rừng hiện lên rất đỗi bình yên. Rồi tiếp theo nói và nghe số 1 nhỏ, đoán nội dung từng tranh, sự tích loài hoa của mùa hạ theo truyện cổ nước ngoài. Như vậy thì ở phần nói và nghe này các em sẽ đoán, số 1 là các em sẽ đoán nội dung từng tranh. Thì các em thấy ở đây tranh 1 ở đây là các loài hoa đang nói gì về cây xương rồng. Rồi tranh 2 thì có câu gợi ý là chuyện gì đã xảy ra khi mùa hè đến. Rồi tranh 3 là xương rồng đã làm gì cho các loài hoa và xương rồng vui mừng vì điều gì. Như vậy thì các em sẽ quan sát kỹ từng bức tranh xem trong tranh vẽ những nhân vật nào, những nhân vật ấy đang làm gì. Thì các em thấy ở đây tranh 1 thì các loài hoa chê cây xương rồng xấu xí. Bức tranh 2 là khi mùa hè đến thì các loài hoa khô héo. Rồi tranh 3 thì xương rồng đã chia sẻ nước cho các loài hoa. Xương rồng đã chia sẻ nước cho các loài hoa. Và tranh 4 thì xương rồng vui mừng vì đã giúp đỡ được các loài hoa. Rồi tiếp theo là hai nhỏ nghe kể chuyện thì khi ở lớp các em sẽ được cô giáo kể cho các em nghe. Rồi ở câu số 3 thì các em sẽ kể lại từng đoạn của câu chuyện. Thì các em dựa vào cái câu chuyện vừa được nghe đó thì các em sẽ và các bức tranh ở trên thì các em sẽ kể lại từng đoạn của câu chuyện. Rồi tiếp theo là phần viết. Số 1 nhỏ là nghe viết cánh rừng trong nắng từ khi nắng đã nhạt màu cho đến hết. Thì phần này các em sẽ nhờ người thân đọc cho các em nghe và các em sẽ viết, rồi sau đó các em sẽ kiểm tra là lỗi chính tả của mình nhé. Rồi số 2 nhỏ là nhìn tranh, tìm và viết tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng G đơn hoặc là G ghép. Ví dụ mẫu như là báo gấm thì có tiếng bắt đầu bằng G đơn. Như vậy thì các em nhìn vào bức tranh ở đây, các em sẽ quan sát. Các em quan sát xem có những cái con vật nào
những có những cái sự vật nào mà thì chúng ta sẽ tìm tìm tên, tức là chúng ta sẽ nhìn tranh, tìm và viết tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng bằng từ đơn hoặc là từ ghép. Thì các em quan sát kỹ bức tranh thì chúng ta thấy những cái sự vật có tên bắt đầu bằng g đơn hoặc là g ghép đó là gấu nè, rồi tiếp theo là gà gô nè, rồi gậy nè, rồi gậy rồi tiếp theo nữa là ghế nè. Và các em thấy tranh ở đây là có một chú báo gấm, gấu. Như vậy, những sự vật có tên bắt đầu bằng g đơn hoặc là g ghép trong hình trên là gấu, gà gô, gậy, chim cu gáy và ghế. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ là tìm thêm các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g đơn hoặc là ghép. G ghép, như vậy các em suy nghĩ và viết vào vở những cái từ ngữ ở ngoài bài có tiếng bắt đầu bằng g đơn hoặc là g ghép. Ví dụ như là những từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g đơn như là con gà nè, bàn gỗ nè, bạn gái nè, gây go nè, gãi ngứa nè, gấp giấy nè. Rồi những từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g ghép, ví dụ như là ghi bài nè, con ghẹ nè, ghép hình, ghé qua, ghê sợ, vân vân. Rồi tiếp theo là phần vận dụng, đó là chúng ta sẽ kể cho người thân nghe cái câu chuyện sự tích loài hoa của mùa hạ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.